worksheet B câu 7. Đây đúng không? Câu 7 đây. Câu 7 nó gồm có một ý một nguyên chỉ mấy mà, đúng không? Phải không ạ? Rồi đúng, coi đúng cái này không? Worksheet B này. Em có dạ thấy đúng rồi. Nhưng mà đây này đâu có B đâu, chỉ có câu A thôi mà. Có một câu một ý duy nhất mà. Đó. Ok. Dạ đúng rồi. Mấy câu kia là ok rồi, mấy câu kia cần confirm đáp án không? Giờ mình giải hết rồi ha. Nên là có mấy khối trước mình lấy cái file này mình dạy nên là mình giải hết rồi. Đây là trong những cái đề cũ của cái thằng là ATA cuối năm mình trích ra ha. Rồi, ok, đầu tiên là mình sẽ đọc đề xíu nha. Rồi. Nó cho mình là raise 50% sẽ là nhận cái thằng là gold medal 10% chứ ha. Mình xem hình cho em chứ chị, xe đúng không? Yeah. Xe rồi, ok, rồi. 10% kế tiếp là sẽ nhận là silver medal và bronze là medal. Next là 10% là runner. À. Của runner là after that. Next practice. Yeah. Rồi. The finish time were là normal distribution. À. Average time là nó cho mình là 45. À, tức là ở đây mình giả sử nếu mình gọi cái thằng x nó là cái time để mà gọi là finish time nha. Nếu mình gọi x nè nó là finish time thì rõ ràng x nè nó sẽ có là normal distribution là nu và sigma bình phương. Mình sẽ có được là nu mình bằng là 45 và sigma nó sẽ bằng là bằng 8 à. Ok không? Rồi, nó cho mình là rằng là between the two giữa what là two time là runner sẽ nhận là nếu mà đây nhận là bronze model làm tròn cho đến là hai số thập phân à. Nếu mà họ nhận between what two time 10% faster à. Rồi, ok, coi cái đề gì khớp không? Là cái này em ra được bao nhiêu? Cái test thử ra chưa? Nó có ra bao nhiêu không? Ra thì mình đọc mình check nha. Còn chưa ra thì mình sẽ giải luôn ha. Normal distribution, distribution worksheet. Normal distribution worksheet. Em cái này em giải ra bao nhiêu? Còn nếu mà chưa có ý tưởng gì thì mình giải. Hả? Có ra số không? Dạ chưa ra. Chưa ra là đúng không? Ok, để mình lấy thầy ra bao nhiêu hả? Rồi, giờ mình đi mô hình mình giải. Đầu tiên mình phải có được cái biến cố để mình có thể nó bằng bao nhiêu. Hả? Rồi mình gọi x là cái thời gian nha. Là nó sẽ có là normal distribution. Thì thông qua đề bài mình sẽ được hai cái này. Ok ha. Rồi. Ok, cho mình sẽ có được như sau. What true time did the runner finish if they là thứ nhất là họ nhận cái thằng bronze nè. Mình sẽ có 3 loại, thứ nhất là gold medal. Thứ hai là silver medal. Và thứ ba là bronze medal. Ok, vậy đầu tiên mình sẽ có được như sau nha. Đầu tiên là mình sẽ phân tích được là khi nào là mình sẽ nhận được cái thằng bronze model. Between là true time. Tức là yêu cầu mình là true time, tức là hai cái khoảng thời gian đó. Hai khoảng thời gian mà nó, tức là what true time. Là một cái runner có thể là finish. Nếu mà nhận bronze nha. Đầu tiên mình sẽ có được như sau. Gold model á, mình sẽ có là 10%. Gold model là 10% nè. Rồi tiếp tục là silver model mình được là 10%. Rồi tập trung trong này ha. Bronze model là given là to the next factory 10%
của là 10% của RN là after that. The finish time were là normal distribution. Ok ha. Rồi, nhầm tiếp bao nhiêu nha. Rồi mình sẽ có được là xác suất này nha. X nè. Nó chỉ là nó bằng là bây giờ 0 chấm chưa dịch cho chỗ này được ha. X nó sẽ bằng là 0 chấm nếu x là thời gian hoàn thành ha. The race 10%. The next part 10%, sau đó là nhận một cái symbol. Rồi, mình chia nhóm nó thử ha. Đây là 10% đầu nè. Faster 10% đầu thì sẽ nhận được là gold medal. Cứ phân tích ha, từ nó sẽ có ý tưởng thôi. Tiếp tục là 10% tiếp theo sẽ nhận được là silver medal. Silver. Và 10% tiếp theo, ok ha, nó sẽ nhận được cho mình rằng là bronze medal. Rồi mình giả sử là gold medal nha, là hoàn thành á, là nhanh nhất nha, tức là thời gian ít nhất, ví dụ như là từ 0 cho đến là T1 đó nè. Tiếp tục anh này sẽ là từ T1 cho đến T2, tức là chia ra những cái khoảng đó ha. Giả sử nha, 10% đầu là từ 0 đến T1, rồi 10% tiếp theo là từ T1 đến T2, ok ha. Rồi 10% tiếp theo là từ T2 cho đến T3. Ok ha. Rồi. Ok, vậy là trong trường hợp này nó hỏi mình rằng là between của là two time. Ok ha. Mình check thôi nha. Rồi. Vậy đầu tiên là khi mà khi mình chọn tại đây, nhìn nha. Tức là một người hoàn thành từ 0 đến T3 nè, nhìn ha. Vậy trong trường hợp này là từ T3 trở xuống nè, nha. Mình hiểu nôm na này nha. Tức là cái hàm phân phối tích lũy nè, F nè, không nè. Tức là F tích lũy của nó đó là Y nè. F của nó là nha, tức là trong trường hợp này là X nè, nếu mình đã nhỏ hơn T3 của mình đó thì tích lũy nó sẽ được cho mình lần là 0.3. Ok không? Được không? Nha. Và trong trường hợp này mà cái thằng F này nè, nó cũng tức là xác suất của X đó, nó nhỏ hơn cho mình rằng là T3 ha. Nó sẽ bằng là 0.3. Cái thằng này tức là cái thằng là F nè ha. Không? F của là X bằng 0.3. Tức là nó sẽ tích lũy cho mình là 0.3 ha. Mà F của X bằng 0.3 tức là nó tích lũy tại 0.3. Tức là nó chỉ chạy từ 0 cho đến T3. Thấy không? Ok trong này không? Mà trong này mình chưa có T, nên tại đây mình thống nhất là cái T3 này mình hiệu chỉnh nó trở thành T. Ok nha. Mình lặp lại nha. Từ ngưỡng từ 0 đến T3, ý nghĩa của nó là hàm phân phối tích lũy, đúng chưa nào? Là hàm F đó nha. Thì F này nó sẽ bằng cho mình rằng là 0.3. Vì vậy là 0.1, 0.1, 0.1 cộng lại là 0.3, đúng chưa? Vậy từ đây mình suy ra là mình sẽ suy ra được chỗ này mình sẽ có được rằng là F tích lũy này cũng tức là B nè, của X nè, nó nhỏ hơn. Cái này là T3 nhưng mà do mình chưa xài T đó nên mình gọi hiệu chỉnh là nó trở thành T. Ok ha. Nó bằng 0.0.3. Ok chồng này không? Yeah. Rồi. Thì bây giờ mình đi làm trình tự. Mình giải mình tìm T ha. Rồi, em giải khúc T này thêm bao nhiêu ha? Chỗ này thì có thể dùng là inverse norm nha. Inverse norm thì có thể nhập cho x hoặc là có thể là nhập cho z ha. Nếu mình nhập cho x đó, thì mình sẽ nhập là 45 và 8. Còn mình nhập cho z là mình phải hiệu chỉnh ha. Mình bấm thì mình rồi mình làm luôn hai cách nha ha. Cách số 1 là mình bấm cho x để cho mình khỏi quên ha. Mình làm bấm cho x nè. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cho Z, thì đây mình hiệu chỉnh nè. Thì đây sẽ là Z nè, nhỏ hơn là T. Mình trừ cho là 45. Mình chia cho là 8.
sẽ bằng 0.3. Nếu mình bấm chữ x thì mình sẽ là nhập là 45,8, mình ra được t luôn. Còn mình bấm cho cái thằng z thì mình sẽ nhập là 0 và 1, mình ra được thằng z nha. Thì lúc đó mình sẽ ra được là t trừ cho 45, mình chia cho 8, mình sẽ bằng là bao nhiêu đó, mình bấm ha. Trong trường hợp này là bấm ngược nha. Invernum, chứ mình bấm ngược đó ha. Còn không mình dạ, muốn 48,80. Cái này sẽ là được là 40 phải không? Đúng không? 40 chấm là 80 đúng không? 8 chu decimal chỉ là 80. Ok ha. Dạ, dạ. Ở đây mình làm rõ luôn, giả sử mình ghi theo 3 luôn đi nha. Ok ha, cho nó dễ hiểu. Rồi. Vậy t3 nó sẽ tích lũy cho mình là bằng là tính với t3 nó sẽ bằng 40.8. Tiếp tục mình đi tìm t2 như này ha. T2 này ha, được chưa? Được không? Ok không? À, t2 là cái ngưỡng nó sẽ tích lũy tới đây nha, tích lũy từ 0 đến t2. Vậy mình sẽ có phương trình số 2. Cái phương trình số 2 của mình như sau là xác suất nè, nếu nó tích lũy đến t2, t2 nè, tích lũy t2 nè thì mình sẽ được x nè, nó nhỏ hơn cho mình rằng là t2. Mình nhắc lại cái này cũng là f của cái thằng t2 nha, chú nha, ha. Nha, f t2 tức là tích lũy tại t2, tức là từ 0 cho đến t2. Thì cái này mình nhìn trên cái sơ đồ mình vừa vẽ đó thì nó sẽ bằng cho mình là 0.2 ha. Đó, tức là 10% này nó sẽ là 500 năm cái khoảng từ t2 đến t3 nha. Thì trong này người ta ghi rằng between nè, between hai thời điểm nè, tức là thời điểm t2 và t3 mình đang tìm nè. Ok ha. Rồi trước khi mình làm cái này thì em bấm giúp mình là trường hợp này đi ha. Bấm cho Z nha, để khỏi quên nha. À, nếu mà em bấm cho cái trường hợp này, em bấm giúp cái số nha, bấm cho chỗ này ha, thì em phải nhập vào là trung bình là 0 nha, còn sigma bằng 1 nha. Dạ bằng trừ 0.524. Trừ 0.524 nè. Ra ngồi mình giải phương trình, mình tìm t nè, còn nó có chồng với trên đúng không ạ? T trong trường hợp này là cho nó chồng luôn thì là t3. Để mình làm đa dạng cái phần trường hợp nó hỏi t hay nó hỏi x hoặc z để mình đa dạng ha. Chứ mình cứ thêm một lớp mòn là mình sợ. Rồi t3 vẫn là t3 ha. Cái này sẽ là t3. Mình ra được là t3 bằng là 45. Mình sẽ trừ cho là 0.524, em nhân cho 8 ha. Rồi em coi thử khớp ở trên không? Mình nghĩ là khớp ha. Nó nhầm thấy nó khớp rồi. Ok ha. Rồi à, mình phân tích xong cái mình đọc hai dòng này tự nhiên mình dịch nó thốt nghĩa nè, tức là mình giữa hai thời điểm nè, tức là thời điểm 2 đến 3 đó ha. Rồi, mình giả sử mình khi mình giải thì mình chọn cái trường hợp trên mình giải đi ha. Khi trình bày bài làm á. Còn mình khi mình học thì mình cứ làm song song. Phần trường hợp nó đưa về Z để mình khỏi quên. Đó. Đó. Rồi tương tự mình giải trường hợp dưới. Trường hợp dưới thì em bấm giúp thằng đi ra thẳng thằng T2 luôn nha. Đó. Từ đây mình suy ra được T2. Những câu này là những câu hơi nâng cao một xíu nha. Nhưng mà cũng không khó lắm đâu. Đó. Mà chắc chắn là T2 mình bấm ra nó phải nhỏ hơn cho mình rằng là 40.8 nha. Mình bấm mà nó lớn hơn 40.8 là mình bấm sai. Đó. Dạ, 38,27. 38.27. Ok ha. Và từ đây mình suy ra là cái khoảng thời gian từ là 38.27 cho đến là 40.80 là đáng cần kịp ha. Rồi, có gì thắc mắc theo ha. Cái cần phân tích lại một xíu không ha. Nếu được ý nghĩa của hàm F lớn thì mình hiểu được ha nha. Mình ôn lại chút rồi nha. Nếu f nè tại một thằng x1 bất kỳ nè thì sẽ bằng là xác suất của x nó nhỏ hơn x1. X1 là nó sẽ tích lũy từ x1 nó trở về bên trái ha. Đúng không? Trong trường hợp này là mình đi tìm tại cái thằng đi tìm giá trị của t3 nha. Nên mình sẽ có được giá trị tích lũy từ t3 tức là nhỏ hơn t3 đó, nó sẽ bằng cho mình là 0.3 ha. Tương tự mình đi tìm giá trị của t2 thì giá trị tích lũy tại t2 thì xác suất nó bằng là 0.2. Đó. Mình khai triển cái tích lũy này ra. Đây là bản chất nó đây ha. Rồi, có thắc mắc gì nữa không?
cứ hỏi thoải mái nha, cứ xoáy vô cái vấn đề, cái thắc mắc gì thì cứ hỏi ha, cho nó rõ ràng, cho lại y chang là mình phải biết làm ha. Bắt đầu mình đọc thì nó khó thôi, nhưng mà mình phân tích từ ra thì nó cũng có nút thắt ha. Ban đầu mình bây giờ mình cũng chưa giải, nên là ban đầu mình nhìn vô mình cũng chưa có hướng giải, nhưng mà mình tập trung vô từng lời từng chữ liền chịu cái đề là mình giải ra thôi. Rồi, có gì thắc mắc hỏi à? Alo, có đang nghe không? Dạ có. Ok, có cái gì thắc mắc không? Không thì mình next ha. Dạ không. Ok, đó. Toàn bộ cái file là mình xong rồi ha. Hôm trước mình gửi cho em là continuous nè, discrete nè, rồi binomial nè, rồi normal distribution nè. Normal distribution nó còn cái sheet C nữa ha. Cái sheet C giải hết chưa? Dạ. Yeah. Không có vấn đề gì hết đúng không? Phải không? À, có câu 9C. 9C. Mình copy đề đấy. 9C. Rồi để theo cái luồng thì chắc mình phải dạy A, B, C trước để mình nhập tâm vô cái bài nha. Nếu không mình nhảy vô câu C là mình không biết là cái đề nó đang đề cập cái gì á. Rồi. 9C. Rồi đầu tiên là 9A, 9B trước ha. 9A, 9B trước. Cũng là normal distribution luôn ha. Đầu tiên mình sẽ có được là label on a bottle state it contain là 300, tức là mình niêm yết á, cái thể tích mà nó có trong một cái bottle nó sẽ bằng là 330. Nhưng mà không có gì là chính xác cả, thì những giá trị sau này mình đóng gói nó sẽ xoay xung quanh giá trị là 330 ha. Và nó cho mình là cái giá trị đo được á, xung quanh 330 đó nó sẽ là normal distribution nha. Từ đó mình suy ra mình sẽ gọi cái thằng là the capacity của orange này ha, là đại lượng ngẫu nhiên là x, thì x nó sẽ có phân phối là normal distribution là ni và sigma bình phương ha. Mình sẽ có được là ni của mình sẽ bằng là nó cho mình này ha là 365 và sigma của mình nó sẽ bằng là 20 ha, đơn vị là millilit ha. Giá trị này là giá trị niêm yết để mà phát hành ra thị trường, nhưng mà không có gì là tuyệt đối hết, nên là mình đo nhiều lần thì nhiều lần á người ta tính được trung bình này và độ lệch chuẩn ha. Câu A người ta cho mình rằng là một, nó gồm là 100 cái chai, yêu cầu mình rằng là how many bottles are expected nha, là less than là label amount nha. Câu này thì mình sẽ gồm hai ý nha. Ý đầu tiên là mình đi tính là cái thằng xác suất nè của là x nè, nó sẽ nhỏ hơn là 330. Đúng không? Ha. Mình giả sử mình bằng kích vẽ là b nhỏ đi nha. Thì cái câu ý số 2 mình phải tính là e nè ha của x nè ha, nó sẽ bằng là n nhân cho b nhỏ. Ok không? Có cái gì thắc mắc không? Ha. Hiểu có hiểu ở đâu? Vì nó yêu cầu mình tính rằng how many bottle là tức là số lượng chai trung bình đó, không nè ha. Số lượng chai trung bình thì dựa trên số lượng tổng mình chia cho cái tỷ lệ là b nhỏ đó ha. Vậy câu này mình tính được nó bằng là 4 chai đúng không nè, phải không? Ok. Câu B, đáng lý mình nhảy vô mình làm câu C luôn. À, để em nút được câu B, câu A ta, câu B phải không? Đúng không? Đúng không? Dạ, câu C. Câu tiếp câu C hả? Mình chỉ có biết câu C đó, câu tiếp tục ha. Rồi nó cho mình rằng là for the distribution the sample mean ha. Nó cho mình sample nè ha, tức là đây là phân phối của mẫu, x ngang thì bằng ni, còn đây là phân phối của mẫu nè nha. Rồi đầu tiên là mình stay ra thì mình sẽ có được ha, hãy đi stay the phân phối cho mẫu và trung bình. Thì khúc này mình sẽ có được, nó cho mình trên này rồi ha. Đầu tiên mình sẽ có được là x ngang thì nó bằng ni, mình tính luôn ha. Và mình sẽ có được là x ngang của mình nữa ha,
mình sẽ bằng là 300 coi bằng bao nhiêu nha, x ngang nó bằng là, rồi tiếp tục sigma, tiếp tục nó cho mình luôn là sigma x ngang, sigma x ngang thì mình sẽ có được là ra ở đây nó bằng là 20, đúng không? Ha. Rồi ok, rồi em tính ra bao nhiêu, rồi câu B1 em tính ra bao nhiêu? Dạ 365. B1 là ở đây chỉ là stay ra cái phân phối thôi nhá. Rồi ok, sample là gồm là 10 chai nha, nha. Rồi cái này yêu cầu mình là chỉ phân phối, mình đâu có tính đâu nha. Thì cái này mình sẽ bằng là 20 nè, mình chia cho căn n là mình chia cho là căn của 10 này, vì nó lấy cái mẫu của mình là gồm là 10 này ha nha. Cái mẫu mình gồm 10 nè nha. Rồi được trung bình được ghi nhận nè ha. Vậy cái này mình sẽ tính được nha. Rồi này đây xíu tính nào, ít ngang nha, ít ngang nó cho mình nó bằng ni nha. Ni này em chọn là 330 nè, nên là em chọn nó bằng là 365 ha. Coi thử ra như là phải 365 nó mới chuẩn đúng không? Phải không? Đúng không? À. Dạ. Rồi, đây sẽ là 365. Rồi, câu C. Câu C là tính xác suất nha. Là sample min nè, nó sẽ nhỏ hơn là 360. Ok ha. Vậy trong trường hợp này mình đi tính nè ha. À, cái này là người ta gọi là phân phối của trung bình nha. À, cái câu Y2 em tính ra bao nhiêu? Yêu cầu của mình rằng là 4 decimal places nè. Em tính đúng rồi thì cứ làm theo kiểu em, còn làm sai thì mình sẽ giải. Con này ra bao nhiêu? 0.2146. Rồi đúng rồi đó. 0.2146. Rồi tiếp tục ha. Giờ là câu C ha. Câu C nó yêu cầu như sau. Câu C là yêu cầu là hãy đi tìm là sample size, tức là đi tìm là kích thước của cái mẫu. À. Đó, rồi mà nó cho mình rằng là 99% là cái thằng là sample min á. Sample min tức là trung bình của mẫu á, là no more than là 5 lít từ cái thằng là the population min. Population min là trung bình của tổng thể, tức là của cái bự á, là population min. Rồi vậy trong trường hợp này mình sẽ phân tích được, mình sẽ có được như sau nè. Yêu cầu mình đi tìm là kích thước n, kích thước của sample min là n. Nó cho mình b rồi, nó sẽ bằng cho mình là 0.99. Bây giờ mình phải đọc được cái dòng này nè ha, để mình đi tìm cái xác suất, rồi mình gán cái xác suất này nó bằng 0.99, từ đó mình giảm mình tìm n ha. Rồi ok ha. No more than no more than là 5 ha. No more than 5 tức là mình sẽ có được này như sau. Ok ha. Tức là mình sẽ có được rằng là xác suất nè ha. Rồi no more than 5 lít từ cái sample min, population min ha. Đây trong trường hợp này là mình đi tìm n, đi tìm n. Rồi chỗ đây mình stay nó xíu nha, cái này mình stay nó là phân phối của trung bình nha, là phân phối là normal distribution. Ni của nó thì ở đây mình sẽ có là ni của x ngang và sigma của x ngang. Mình có luôn là ni của x ngang thì nó bằng luôn là ni, thì nó bằng luôn cho mình rằng là 365. Tiếp tục là mình có được là sigma của x ngang thì nó bằng cho mình rằng là bao nhiêu? 20 ha. 20 mình chia cho căn n. Ok ha. Rồi. Bây giờ nó yêu cầu mình hãy đi tìm vậy trong câu này mình sẽ có được như sau này ha. Là không hơn là 5. No more than 5. No more than 5. That sample min nè. Sample min tức là không hơn 5 của là
Bovolution mean. Xác định kích thước để mà 99% mà sambumin không hơn 5 lít. Không hơn 5 lít thì mình sẽ có được rằng là cái thằng là ít ngang này ha. Nó trừ cho là cái thằng là population mean ha. Trong trường hợp này mình sẽ bằng là trừ cho là bao nhiêu? Trừ cho là 330 nha. Cái này là population mean rồi nha. Nha. 330. Ok ha. Đây là độ lệch giữa cái thằng là sample mean và cái thằng là population mean. Ok không? Được không? Được chưa? Và cái độ lệch này cái lúc âm cái lúc dương. Vậy là cái độ lệch này là mình cho nó dương rồi nha, nha. Để đảm bảo nó dương. Vì có lúc là cái này nó nhỏ hơn 330. Cái này ít ngang á. Có lúc nó nhỏ hơn 330 và cái lúc nó sẽ lớn hơn 330 ha. Rồi. Thì cái thằng này nó sẽ phải nhỏ hơn 5 ha. Và mình đưa vào cái biến cố ha. Ok ha. 330 330 330 365 nó mới chuẩn nhé. Ok. Rồi cái mình đi khai chuyển nó ra ha. Rồi mình sẽ có nè ha. Xác suất nè ha. Của là ít ngang nè, mình trừ cho là 330 nè, nó phải nhỏ hơn 5 nè. Nó sẽ bằng là 0.99 ha. Rồi đây mình khai chuyển ra. Mình ra được là xác suất nè, đây sẽ là trừ 5 nè. Cho đến là ít ngang trừ cho là 330. Rồi ở đây nó sẽ nhỏ hơn là 5. Một số mà tuyệt đối nhỏ hơn một số thì mình mở ra là trừ đến cộng nha. Nó bằng là 0.99. Rồi ở đây mình đi tính cái thằng left hand side trước đi ha. Left hand side. Nó bằng. À. Rồi mình khai chuyển chỗ này. Chỗ này thì mình sẽ có được như sau. Tại đây thì bây giờ mình sẽ đi biến đổi ha. Mình sẽ ra được là B là nó sẽ cho mình rằng là 330 đến ít ngang cho đến là 335. Population mean. Ok, vậy mình nhầm chỗ này rồi ha. Cái thằng population mean á là nó sẽ dựa trên cái thằng là tổng thể mà tổng thể người ta tính á, người ta đưa ra phân phối này nha. Cái thằng 330 này là cái thằng niêm yết người ta stay ra thôi ha, cái người ta mong muốn thôi chứ không phải là cái số liệu thực tế ha. Số liệu thực tế mà người ta khảo sát ra được là 365 nè. Dựa trên là 1.100 hay là 1 triệu của cái bo đồ này đó, nên chỗ này sẽ là 365 nó mới chuẩn ha. Thì khúc này mình sẽ có được là 360. Cái này mình sẽ có được là 370. Ok ha. Rồi. Mình đi chuyển khóa nha. Thấy không? Vì thì lúc này là mình không thể nào mình bấm được. Mình đi chuyển hóa ha. Mình đi chuyển hóa thì mình sẽ là mình trừ cho đi và chia sigma ha. Thì khúc này mình sẽ có được như sau. B ha. Ở đây mình sẽ có được là ít ngang mình chỉnh chuyển hóa thì mình trở thành Z nè. Rồi thì mình sẽ ra như sau. Thì ở đây mình sẽ được là 370 mình trừ cho là 365 mình chia cho là sigma ít ngang. Tương tự ở đây sẽ là bằng là 360 mình trừ cho là 365 mình chia cho là sigma ít ngang ha. Rồi coi thắc mắc gì nữa ha. Nếu khúc này mà giả sử mình thường bấm cho thằng ít á thì mình sẽ không quen được cái biến đổi mình đi chuyển hóa chỗ này ha. Ok rồi, vậy thì khúc này mình sẽ có được là B ha. Mình chia cho là trừ của là 5 chia cho là sigma ít ngang, đây sẽ là Z và đây sẽ là 5 mình chia cho là sigma ít ngang. Tại vì trong sigma ít ngang nó chứa N, N là cái mình cần tìm nữa nha. Ok ha.
Coi ok không? Dạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ bấm chỗ này ha. Mình để mình đi tìm cái thằng là Sigma X Nga. Mình có bao nhiêu ha? Sigma X Nga. Ok. Rồi. Ok. Tiếp tục mình phải ôm lại chỗ này tiếp nha. Mình sẽ có là B nè ha. Của là trừ trừ A nè. Cho đến rất lớn nè. Trên A. À, mình chứng minh cái này hôm trước mình chứng minh rồi, mình coi thì cái này bằng cái gì để cái này mình đưa về một một cá thôi mình bấm ha, tức là mình đưa về bắt đầu mình chứng minh rồi nha. Ra thì mình vẽ cái hình lên rồi nha, thuộc thì không sao nha, ở đây mình chứng minh để mình khỏi quên ha. Này là trừ a này, cái này là a này, tại vì hai này giống nhau này, nên mình coi cái này là a, cái này sẽ là a thì cái này sẽ là trừ a không, vậy nó biến cố của nó sẽ đi trừ trừ a đến a. Yêu cầu mình là tính tính thằng bên trong này là xác suất thằng, tức là thằng mình tô đậm nè. Ra bây giờ mình khai triển ra để mình biến đổi nó thành một bên thôi ha. Vậy mình sẽ bằng này nha, đầu tiên là bây giờ mình sẽ có là nó sẽ bằng là cái phần lớn nè, nó sẽ bằng là cái phần lớn này nha, nha, tức là b của là z nè nó nhỏ hơn a nè, nó sẽ là trừ cho là b của z nè nó nhỏ hơn trừ a nè. Ok ha. Rồi tiếp tục mình đi tính thằng này nè ha, thằng này thì mình dùng biến cố đối nha, dùng biến cố đối nha, biến cố đối thì mình sẽ ra được là, nhưng mà mình thấy rằng á là cái hai phần này nó sẽ bằng nhau, thì kiểu như hai phần màu đỏ nè nha, tại vì cái số a là chia là hai số đối xứng nên hai phần màu đỏ nó bằng nhau. Ok không? Ok không? Nhìn như kỹ ha, được không? Mà yeah, cái thằng này là cái thằng màu đỏ bên trái nè, nhìn như kỹ ha, đây là phần màu đỏ bên trái nè, nha, nó sẽ bằng thằng màu đỏ bên phải, tức là b của z nhỏ hơn a trừ cho là b của z nó lớn hơn a. Nhìn nha, đây là nhỏ hơn trừ a nè, đây là lớn hơn a nè, ok không? Được không? Yeah. Ok, rồi bây giờ mình sẽ dùng biến cố đối, biến cố đối cho thằng này tiếp tục nha, nó sẽ bằng này ha, là b của z nhỏ hơn a trừ cho nè là một trừ cho là b của là z nhỏ hơn a, ok không? Rồi vậy cuối cùng mình sẽ ra được là hai lần b của là z nhỏ hơn a mình trừ cho một, được không? Ok ha. Yeah. Rồi mình áp dụng trên này. Vậy cái này mình sẽ ra được là hai lần của BZ nó nhỏ hơn là 5 chia cho là sigma x ngang. Đó, đây là left trừ 1 nữa ha. Rồi trừ 1. Đó, quy mình đặt mình coi A là cái thằng là 5 chia cho là sigma của x ngang ha. Ok không? Đó, đến lý phần bên trái này mình phải thuộc nha, nhưng ở đây mình hướng dẫn cách chứng minh luôn nha. Khi nó cho mình z nó nằm giữa hai thằng này là trái giống nhau thì nó sẽ có những cái công thức quen thuộc thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái thằng mình vừa tìm được đó, nó sẽ bằng cho mình rằng là 0.99. Từ đó mình giải phương trình mình đi tìm n ha. Ok. Vậy từ đây mình suy ra ha. Là hai lần b của z nhỏ hơn là 5 chia cho là sigma x ngang trừ cho 1 sẽ bằng là 0.99 ha. Từ đây mình suy ra, mình chuyển qua đây mình thành cộng 1, tức là 1 chia cho là 1.99 chia cho 2, là B nữa ha, của Z nhỏ hơn là 5, chia cho là sigma x ngang. Cái này ban đầu này mình bấm cho x cũng được nha, nhưng mà mình đưa làm về Z cũng được ha, x là mình dùng cho cái này nè, ha. Nhưng mà thôi lỡ đi Z thì làm Z thôi ha. Rồi, cái đây mình sẽ bằng là 2, mình chia, không, mình sẽ bằng là 1.99, mình chia cho 2. Mình bấm ra chỗ này ha. Không, mình phải bấm cái thằng Z á, để vì trong thằng Z này nó chứa N mình mới tìm được N ha. Mà làm thì ít không được ha. Rồi em bấm giúp dấu hỏi nha, 1.99 chia 2. Mình nhẩm nha. Bấm giúp chỗ này ha. Rồi sau đó từ đây rồi mình sẽ bấm inverse, bấm inverse từ Z nha, mình ra được là 5 của thằng là sigma x ngang nè. Nó sẽ bằng cái này bấm ngược lại ha. Cái này bao nhiêu nè? 0.995. Rồi tiếp tục em bấm invert cho thằng này và thằng này. Em tính được thằng này ha. Đó. Chú ý là khi nhập Z là nhập là 0 với là 1 nha ha. Đúng rồi ha. Trong này thì 2.575. 2.575.
mình gạch đảo nha. Giờ đầu tiên mình coi cái thằng sigma x ngang này đây, ban đầu mình định nghĩa nó đây nè. Mình chú ý là trong trường hợp này mình đang xét là phân phối của trung bình nha, trung bình mẫu. Nó khác thông thường xíu. Rồi, thì trong trường hợp này mình đi xếp cái này vô nha. Vậy mình sẽ thay được số 5 mà chia cho phân số nè, thì nó bằng là nhân trên nghịch đảo. Vậy mình sẽ được là 5 căn n mình chia cho 20, mình sẽ bằng là 2.575. Từ đây mình sẽ ra được là căn n, hai cái này trực tiếp là 4 nha, sẽ bằng là 4 nhân cho là 2.575. Từ đây mình suy ra được là n, nó sẽ bằng cho mình rằng là cái này bấm lên, bấm luôn một lượt nữa là 4.4 nhân cho là 2.575, tất cả bình phương. Rồi, có ra bao nhiêu hả? Chắc ra cho mình tầm lâu khoảng 105, 106 vậy hả? 106, 115. Rồi, mình sẽ chọn N nhỏ nhất, nó thỏa mãn cái này. Thì mình sẽ chọn nó chẵn nha, tức là kích thước mình chọn. Đó, không có gì khó nha, cứ áp dụng bình thường giải. Bài này rất là hay nha, nha. Cái này mình đang học là phân phối của mẫu, phân phối của trung bình mẫu nha, chú ý nha. Bình thường mình học là phân phối ít, mà ở đây mình học là phân phối của trung bình mẫu. Hai này nó khác nhau một xíu nha. Rồi, có gì thắc mắc thì hỏi à. Quan trọng mình hiểu được cái khúc này nè ha. Khúc này mình dịch thoát nghĩa là độ lệch giữa cái thằng sample mean và population mean nó không có quá nặng. Độ lệch thì có thể nhỏ hơn lớn hơn nha. Đó. Hai này là đây gọi là độ lệch của hai thằng này. Đó, nó không được quá năng. Sau đó thì mình đi khai triển ra. Ban đầu mình có là phân phối của x ngang là ni. Phân phối của x ngang này thì nó được suy ra từ phân phối của x. Ni của x ngang thì nó bằng là ni, còn sigma của x ngang thì nó bằng sigma. Rồi, coi thắc mắc hỏi à. Khúc này là khúc chẩn tắc nha, chẩn tắc cho một cái đại lượng ngẫu nhiên có phân phối normal distribution bình thường ha. Mình đang chẩn tắc cho thằng x ngang ha. X chẩn tắc sao thì x ngang chẩn tắc tương tự dựa trên cái thằng là ni và dựa trên thằng mean và standard deviation của nó. Rồi, cô gì thắc mắc theo à? Giờ này là dạng nâng cao ha. Giờ mình thường quen là phân phối của x thôi, chứ mình không quen là phân phối của x ngang. Nên nó hơi nâng cao một xíu. Rồi, cô chép cho cái gì thắc mắc theo à?
Có gì thử bác hỏi nha. Không thì mình next nè. Bài này là bài 9 ha. Dạ. Ok ha. Rồi, để bài này tí nha. Vì bài này nó hay và nó lạ chút ha. Vì nó là phân phối của thằng trung bình. Như chỉ có bài này thôi sao? Có bài khác thì vậy. Ok, mình sang cái phần chat cuối cùng nha, là cái phần là confidence interval ha. Mình gửi cho em cái file, mình cũng có cái ba phần là ABC nữa. Ok, chắc mình gửi mail cho nhau nè, để chứ có mail một lần được ha. Nó cũng gồm ABC. Confidence interval. Confidence interval. ABC. Rồi em thay giúp mình cái email trong cái này để mình copy cho nó lẹ. Chắc mình có lịch sử không? Lịch sử mình mất. Ok. Rồi, chắc mình đã mở phần A lên trước ha. Đây là phần A. Phần A thì nó gồm, em coi chữ chat thế nhận được chứ ha. Phần A thì nó gồm 3 câu, mà chắc mình nghĩ là dễ. Rồi. Ok. Ok thì chắc try giúp mình cái phần A B C D ha. Câu 1 ha. Yeah. Ok. À. Xin đáp án ha, đúng thì thôi mà sai thì mình giải ha. Chết mail tôi xem nhận được chưa nha. Dạ rồi. Ok. A random sample của 100 indicated that tech play five the last year. Determine. Tôi này đọc được determine hay determine. 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 Determine 90% confidence interval. À, này dễ quá ha, quen thuộc quá. Rồi, đọc với mình kết quả ha. B nó thuộc.
Dạ là 0,125 cho đến 0,255. À đúng rồi đó, 0.125. From là 0.125, to là 0.255. Ok ha. Cụ B ha. You would expect it to lie. Câu này thì chắc là sử dụng cái kết quả bên trên để mà làm. Ra câu này chưa? Không ra chắc mình giải nha. Những lúc là mình suy nghĩ sai vấn đề đó. Ha. Dạ. Ok. Câu này thì yêu cầu mình rằng đi tìm là giá trị của x nè ha. X này mình vi về nó là cái số lượng đó nha. Ha. Trong trường hợp này mình hay có này cái thằng là b mũ này ha. Nó sẽ bằng cho mình rằng là cái thằng m nè. Ha. M chia cho n. M là cái thằng là tỷ lệ mà nó có trong N. Ha? Trong trường hợp này thì N đó bằng là mình 100 là cái mẫu này ha. Được không? Ha. Nhưng mà trong cái đề này á, là người ta là yêu cầu mình tìm M và M người ta kết hợp ít luôn đó. Trong cái ngữ cảnh này nha, là M là ít nha. Chia cho mình N nè. Được không? Ha. Rồi. Mà cái này là mình sẽ có được như sau. Ha. Cái thằng B mình vừa ước lượng á, nó sẽ đi từ B của mình nữa ha, tức là mình sẽ có được là 0.125
cho đến B, cho đến rằng là 0.255. Ok, đó. Ok, rồi. Khi thằng x nó là một giá trị á, thì cái này nó sẽ là B mũ. Ok nha. Còn khi mà thằng x á, nó là cái khoảng, x là một khoảng nha, thì nó kéo theo cái thằng B mũ này, nó sẽ trở thành B. Ok nè. Vậy thì đây mình suy ra x là cái khoảng nha, nha. Ok, nhắc lại nha. Khi x nó chỉ là một giá trị duy nhất thì cái này nó sẽ là B mũ. Còn khi x nó là một cái khoảng nha, x là một cái khoảng thì cái thằng B mũ này nè, nó tức là B. Vậy vì trong trường hợp này là vì x nó là một cái khoảng nên mình có rằng nó sẽ là B. Vậy từ đó mình xếp vào ha. Mình xếp vào chỗ này ha. Khi x nó là một cái khoảng, x là cái khoảng nè, nó là khoảng giá trị thì cái này là B. Vậy chỉ được là 0.125, đây sẽ là x nè, mình chia cho n, 0.255. Từ phương trình này mình giảm, mình đi tìm n, mình đi tìm x ha, thấy không? Mình sẽ nhân 2 với cho n, n của mình nó bằng là 100 ha. Tại vì thằng là không, cái này là 0.19 nè, thì trên này nó cũng là 0.19 nè, nó không đổi nè nha, chú nha. Vậy khúc này mình sẽ được là nhân cho 100 thì được là 12.5 x cho đến là 25.5. Mà x là cái giá trị mà cái số lượng nó nằm trong cái thằng n nằm trong 100 nè. Thì x không thể nào số lẻ được nha. Nó là số người mà. Vậy tại đây mình sẽ làm chuẩn lên. Mình sẽ được là 13 đến x và đến 26. À. Cái này là chỉ là 25.4 thôi đó. Bấm nó ra không bằng 25.5 đâu. Để trên này nó có yêu cầu mình làm chuẩn 3 nha, nha. Mày ra 26 à. 0.255 ha, 0.255. Rồi, có gì thắc mắc thì hỏi em. Ok, thì xem có xe ha. Các thầy đọc của mình câu C ha. Dạ, vâng ạ. Câu C mình có hai cách. Trong trường hợp này nó không cho mình sắp xỉ thì bắt buộc phải làm thẳng ha. Làm thẳng thì nó hơi phức tạp, nhưng mà mình dùng máy mình bấm thì nó cũng hỗ trợ. Làm thẳng thì làm bằng tay thì nó hơi phức tạp. Có thể làm cũng ra, nhưng mà do nó có máy nó hỗ trợ.
Hay chưa? Rồi câu 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 C chưa? Câu C nó có thêm dữ kiện này nữa nha. Khi về dữ kiện này là dữ kiện chung cho là BCD nha. Chứ à? Chưa ra thì chắc mình giải ha. Yeah. Ok, mình nhìn vô nha, mình đọc cái mô hình nè. Đây là cái thằng B nè. Thằng B là có 19% là cái người là khảo sát có bay hay không bay thì nó bằng là 0.19 nè. Kích cỡ mẫu người ta khảo sát là bây giờ là 120 người. Đúng không nè. Câu này yêu cầu là hãy đi the number have the taken last year là greater than là 26. Yêu cầu là tính xác suất. Vậy thì câu này là tính xác suất nha. Mà cái mô hình như thế này là cái gọi là mô hình là binomial distribution. Đúng không nè. X nè ha. Ok không? Ha. Sắp xỉ nè, B nè, Y nè, NB nè, được chưa? N là kích cỡ mẫu khảo sát là 120 nè. B là nó bằng là 0.19 nè, là dữ kiện nó tra chung nè. Ok ha. Và tới đây mình chia ra là xác suất nè của X nè. Nó lớn hơn 26 nè, được chưa? Ok không? Tức là mình sẽ có được một cái list là từ 27 nè cho đến là 120 nó thỏa mãn điều kiện. Từ đó mình suy ra là mình không thể nào mà mình làm bằng tay tính từ 27 đến 120 được. Đúng không nè? Không? Tại đây mình có hai cách xử lý. Cách số 1 là mình dùng máy mình bấm thẳng luôn. Mình bấm cho cái thằng binomial. Cách số 2 là mình dùng approximation. Nhưng mà đề bài nó không đề cập approximation. Mình bấm máy tính được. Không, mình bấm máy tính luôn. Ok không? Hiểu không? Hả? Khi mà... À, yeah. Khi... Do con nhầm là... không phải 19 cho cái 100 người thôi. Được đâu, 0.19 là nó toàn bộ tất cả luôn nha, đúng ha. Dạ. Dạ mình nhận. Ok, bấm thử đi ha, ra bao nhiêu ha. Cái chỗ bấm binomial này cứ bấm bấm được thì bấm đi ha, còn không được mình hướng dẫn ha. À. Không phải 1928. Ok, 4 decimal places tức là 0.1928. Rồi, the last one ha, đây ha. Đó. Nó không có dễ như mình nghĩ đâu, nhưng mà cũng không khó lắm đâu. Nó phù hợp với lời trình độ sắt. Câu D này nó cho mình là 7 survey. 95% con này B. B được là calculated. Xác định at least là 4 true value của B.
D ha. Cái câu at least for after interval tức là câu không hiểu. Câu này nó cho mình là 7 cái khảo sát nè, nha, đúng không? Nha. Thì 7 khảo sát này bây giờ mình tưởng tượng nha, nó hỏi mình là ít nhất 4 nè ha, ít nhất là 4 nè. Ha. Nếu 7 khảo sát được đi thu thập và cho mỗi là 90% của là KLB được tính toán. Ok ha. Tức là cái khoản của B á, nó sẽ là 95% ha. Xác định xác suất, tức là bài này yêu cầu tính xác suất B ha. Muốn tính được xác suất mình phải đưa nó vào cái biến cố ha. Biến cố là at least for của là các interval. Tức là mình sẽ có được là 7 cái thằng đáp án dựa trên cái 7 cái survey nè. Mà nó yêu cầu mình at least 4. Bình thường mình sẽ gọi ít nha, nhưng mà do ít ở trên mình làm rồi nên mình sẽ gọi là y ha. At least 4 nó sẽ là từ 4 trở lên. Ok, yêu cầu tính cái thằng xác suất này. Ok chưa? Được không? Được không? Rồi, bây giờ mình phân tích thằng y này nó sẽ có phân phối gì? Mình muốn tính xác suất, mình phải biết nó có phân phối. Rồi mình phân tích nha. Mình gọi y là số lượng survey. Ok ha? Được nha. Y là số lượng survey thì y nè, nó sẽ có phân phối là binomial này ha. Thì nó sẽ tổng cái thằng survey mình khảo sát nó sẽ là n nè và b. Thì mình có luôn là n của mình là số lượng survey thì nó sẽ bằng 7. Ok không? Được không? Rồi và tương tự cái này là cái thằng B. Thằng B thì mình sẽ nhìn cho đây, nó gọi là nó bao gồm cái thằng true value. Nó nào. True value. Include the true value của B. Đây là mình lấy đúng cái thằng 95% này luôn. Vì nó chiếm 95% ha. Còn không mình dịch tốt nghĩa là mình phân tích là mình đang thiếu cái gì, giả sử mình không có nắm được chỗ đó nha, mình phân tích là cái phân phối này mình sẽ đang thiếu cái gì để mình tính, từ đó là mình có thể là chọn cái thằng B này mình tính, nếu mà chị gọi mình bí với mình confused kiểu như vậy ha. Vì mình chỉ cần đọc cái ngữ cảnh thôi là mình biết nó phân phối gì, từ đó mình tra từ nó sẽ ra đó nè. Vậy trong trường hợp này là mình sẽ đi tính từ 4 đến 7, vì 4 đến 7 nó cũng dài quá nên trong trường hợp này mình bấm máy luôn ha. Ok ha, nói đó ha. Cứ ráng rèn rèn nhiều rồi bắt đầu mình sẽ hiểu thành thục thôi. Nha, một phần mình mới quá ha. Rồi mình ráng là nếu trường hợp như nó có ra câu này thì ít nhất mình đúng được A, B, C cũng được. Đây mình sai sao ha. Vì những câu này thì nó phức tạp chứ nó cũng không có dễ lắm đâu ha. Ok. Tiếp tục, mình xem câu 2. Câu 2 thì cũng gồm là A, B, C, D, K, E nữa ha. Rồi, đầu tiên là A, B, C trước. Ok, A, B, C. Chocolate factory produce chocolate of which là 80% là pink. Mỗi cái thằng là box chocolate nó contain là exact là 30 pieces. Identity the probability distribution. S nó là số lượng của pink in chocolate.
in the Singapore và give the mean and standard deviation. Rồi. Stay, trong trường hợp này mình stay cái phân phối. Ít nè. Mình dễ cho mình thấy rằng nó sẽ là normal distribution. Rồi mình đi tìm Lenui, mình đi tìm Sigma. Đó là câu trả lời cho cái phần là stay nè. Khi ta hỏi mình stay là mình phải ghi đến thuộc của gì và chỉ ra những cái thằng parameter của phân phối đó. Rồi, đi bằng bao nhiêu? Dạ, 24. Ok, đúng rồi. Ni thì nó sẽ bằng ES, mà S nó bằng NB. Sigma ha. Ngay trong một ký một. Nó cho mình rằng là two decimal place nha, mình lấy chỉ two decimal place thôi ha. Rồi là 2.19. Ok, đúng rồi đó ha. Ở đây mình ôn lại một xíu nha. Cái mô hình này nó sẽ có phân phối là binomial. Binomial thì mình cái gốc của nó sẽ là binomial, nhưng mà khi người ta gọi ít mình là số lượng á thì mình sẽ ra được là normal distribution ha. Rồi thì mình sẽ có luôn là normal distribution là ni nè ha, nó sẽ bằng là ex của cái thằng là binomial, nó bằng nb. Còn cái thằng sigma thì nó sẽ bằng là căn bậc 2 của là n nhân b nhân cho 1 trừ b. Ok ha. Rồi. Cô b ha. Không, cái này hình như là binomial chứ không phải là normal distribution đâu. Hả? Đúng không nè. Binomial mà. Binomial mà. Mình đọc lộn ha. Này binomial nha. Hả? Là x nè ha, b nha, là n và b nè ha, n thì nó bằng là 30, cùng b thì nó sẽ bằng là 0.8 ha, thấy không? Okay không? Đúng rồi đó, yeah. À, stay phân phối xong rồi nè, mình có là min là es nè ha, es nó bằng nb nha, nó phải là distribution đó, vì trong trường hợp này là cái thằng n là cái số lượng min mà, không? X là cái số lượng min, nb nó sẽ bằng là 0.8, 30 nhân cho 0.8. Bằng 24. Còn cái thằng là standard deviation là sigma. Nó sẽ bằng là căn bậc 2 của là NB nhân cho 1 trừ B. Mình sub vào mình được là 2.19. Không? Cô B ha. Cô B thì mình nhìn vô là nếu trên là binomial thì dưới này là áp dụng binomial tính thôi. Đơn giản ha. Không phải 1227. À, qua cái decimal không nha. 3 decimal places nha. 0.128.23. Không phải 1.23. Ok, 0.123 ha. Rồi đó, nó điện nhập vô đó. Cô C ha. Cô C là quality control. College sample size là chỉ là 20 boxes thôi. Và count là the number of pink chocolate in the total. Nó cho mình là 95% confidence interval. Ứng với cái giá trị critical value là 1.96 đó. À. Yêu cầu làm tròn là 4 decimal places. Cho là confidence interval của thằng là proportion. Proportion của pink. À.
đây là sử dụng assumption nè. Đây là confidence, này là confidence interval của B ha. Rồi, four decimal place ta. Dạ, 0,767 miếng thôi. 0,676 nhiều. Ta, 0,7 gì? 4 decimal place nha. 0,767. Cái số thứ 5 là bao nhiêu? Miếng. Chín dạ, nữa. Chắc là. Bao nhiêu? Số 9 ạ. Số 9 nữa à? Đúng không? Dạ. Chính phải là 0,7680 chứ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi. À. Rồi, số bên phải. 0,8320. Ok, đúng rồi ha. Nha. Câu C xong rồi. Tiếp tục mình sang câu D và câu E. D, E, F luôn. Quality control collect through sample. Chín mươi lăm phần trăm cũng là tính xác suất ha. Trong trường hợp này là chỉ là only one thôi, nó là một trong ba cái thằng sample ở trên nè, không cái content là 0.98. À, ở trên để mình có một cái bài là nó contain true value á, trong trường hợp này thì nó không contain. À. Tư duy một xíu nha, nó rất là hay nha. Mình giả sử mình gọi cái thằng contain và thằng not contain là hai biến có đối, biến có đối của nhau. Nếu mà một thằng không content thì mình kéo theo là hai thằng nó sẽ là content.
Vậy mình từ mình yêu cầu tính một thằng thì mình phải bài toán tính hai thằng dựa trên cái thằng binomial, hiểu không? Đấy cái đề này ha, những câu là những câu nâng cao nhưng mà nó không khó đâu ha. Rồi cô E ha. Sử dụng 95% kết quả ở cô C đó đi tìm cái rang, cái rang này là cũng trùng lập á, tức là đi đi mình có cái bản chất là cái thằng B mũ nè nó sẽ bằng cho mình rằng là cái thằng x ngang x nè nó chia cho là n ha. Khi x nó là một giá trị thì cái này sẽ là B mũ ha, còn khi x nó là một cái rang thì nó sẽ tương ứng với là cái dãy này luôn ha, bị trùng lập đó ha. Sau dấu phẩy mà nó lớn hơn 5 thì mình làm trên làm trường lên ha, còn sau dấu phẩy mà nó nhỏ hơn 5 thì mình làm trường xuống ha. Vì cái thằng x nó là cái range của nó là số nguyên, nó là phải số đẹp, nên là khi mình ra kết quả nó là dấu phẩy á mình phải làm tròn. Dạ 461 tới 499. Mình sai rồi sao đó ha. Để câu C mình làm là bao nhiêu đây? Cô C là 0.7 không phải không? Nãy cô C là mình là 0.7680 đúng không? Là câu đề sử dụng là do con interval ở bát C là bát C trên là 0.76. Ủa, cũng bị lộn câu nhỉ? Lần nha. 0.7
76. Rồi, câu này là câu D, y chang này, câu này là ok. Sample size là 20, trên này bao nhiêu cũng 20 này. Rồi trong này nó trong này mình giải bị sao rồi. Ok. Rồi, ok đúng rồi ha. Yeah. Tức là mình sẽ ra được là mình lấy cái này, mình lấy cái thằng này nè ha, lấy cái thằng mình đang viết nè ha. Rồi mình nhân cho 20, đúng không nè? Không? Để mình trình bày thử nó khớp nha, nha. Nhưng mình giải rồi, nhưng mình giải mà giải rồi nó bị nhầm á. Mình sẽ có là cái thằng B nè, nó sẽ thuộc cho mình là từ 0.7680. Thì mình sẽ ra luôn như đây, mình sẽ ra được là 0.7680 thì đến là x chia cho n, đây là 0.8320. Mình đá n lên mình được là 0.7680. Mình nhân n là mình nhân cho 20 ha. Đúng không? À. Nhân cho n là nhân cho 20. Có nhân cho bao nhiêu nữa? Có ha. À, ở đây là người ta yêu cầu là tìm là expected number nha. Expected number nha, chú ý nha. À. Expected number lúc này là e x nha chứ không còn là x nữa ha. À. Mà ok đúng không ha? Là cái này không phải ha, để mình chỉnh lộn ha. Rank của expected number thì mình sẽ có là e x này nha. Mình sẽ bằng là n nhân cho b. Đúng không? Đúng không? Vì cái thằng b nè, vì thằng b mà nó sẽ nằm trong là đây là b nè ha. Rồi mình nhân hai vế trên n. Ok ha. Nhân hai vế trên n cũng tương tự. À, nhân hai vế trên n thì cái này nb nhân cho trở thành s nè ha. Cũng giống nhau mà ta, có khác gì đâu. Cái gì đặc biệt không nha. Sử dụng 95% confidence interval của câu C xác định cái rank của expected number của Binns. Ok, vậy đúng không ha? Vậy y chang luôn ha. Nhân hai với trên N nha. Thì sẽ là 0.7680 ha. 0.7680 nó chỉ là nhân cho là 20. Cái này NB trở thành EX ha. Mình sẽ là 0.8320. Ok ha. Đúng không? Yeah. Rồi ok, bấm ra bao nhiêu thằng lớp nhiêu ha. Đó. Sample space là 20. Ok. Ok, đúng rồi đó ha. Rồi. The last one là câu F. Nó cho mình rằng là đây là thứ chữ vừa đưa Q ha. Trong trường hợp này là 5 lần lấy mẫu nha. Đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Yêu cầu là xác định cái mẫu nào là nằm ngoài 95% confidence interval. Đây là 5 number of chocolate. Hình như là 20 cái này là 20 box sheet mà mỗi box sheet nó chứa mình tới là coi chừng nha. À. Cái câu này mình chưa nhân cho 20 thì phải. Chết lại xíu nha, coi chừng bị lộn nha. À. À, một box sheet là nó chứa tới ba một box sheet là nó chứa mình là 20 bi sheet nha. Coi chừng bị nhầm nha. À. Rồi, bắt đầu nè. Trong trường hợp này nó có hai ngữ cảnh. Ngữ cảnh thứ nhất là cái box, hai đối tượng á, là cái boss và cái bisit, không phân biệt nha. Coi thử nó hỏi cái gì. Nếu nó hỏi cái boss á, thì mình sử dụng là còn bisit mình phải dùng là 30 nha. Rồi phân tích từ đầu nha, nãy mình quên cái vụ đó chứ. Hai cái này khác nhau mà, đây là mỗi cái boss nè nó chứa cho mình là 30 nha. Đó. Rồi cái này là gì? Đây là số lượng của bin trong một cái boss. Vậy câu cái A này là mình làm trong cái nó chỉ xét một cái box thôi chú nha. Được ha. Câu B. Câu B thì cũng tương tự là nó xét trong một cái box thôi nha, một box thôi ha. Rồi câu câu C nha. Câu C bây giờ nó cho mình tới 20 cái box lận. 20 cái box nè ha. Rồi xác định 95% confidence interval cho gì? Cho là tỷ lệ của cái bin chocolate
trong sample trong là 20 cái bot này nó vẫn là 80%. Ha. Ok, chị tới đây mình tức là này hồi nãy em hiệu chỉnh chưa? Nó gồm hai đáp án nha. Ha. Trong trường hợp này nó yêu cầu mình là tỷ lệ của cái thằng bin chocolate in the sample của là 20 cái box. Vậy thì chỗ này mình chắc em biến đổi rồi nha, nên bên dưới mình phải nhân nha. Vậy lấy của bài của em làm mới đúng nha. Câu C này nè nha. Ha. Vậy câu C này là bây giờ chỉ là tổng số lượng cái thằng là câu C nha, thì mình phải có được cái N của này á, nó sẽ ra cho mình là phải là bằng là 600 nha. Được không? Yeah. Vì một cái bot là 30 thì 20 cái bot sẽ là 600 ha. Ok ha. Rồi. À, cái này em dùng 600 em tính đúng không? Thì em ra được kết quả này đúng không? Phải không? Ok ha. Được không? Yeah. Không? Ok tiếp tục nha. Câu D nha. Câu D thì nó cho mình là cái gì đây? Câu D là nó cho mình rằng là quality control là chọn ba cái mẫu. Ba cái thằng là three sample 95%. Rồi. Rồi cái này thì mình sẽ có được là ở đây mình gọi đại lượng ngẫu nhiên mới là y thôi ha, nha. Không. Để trình bày nó luôn nha, cho nó liên quan đến câu E bên dưới đó. Câu này là mình có là y này ha. Thì nó sẽ sắp xỉ là bio này ha. À, N này ha, B này ha, mình có luôn là N này ha, nó bằng 3. B là nó cho mình là 0.8. Vậy con này tính là xác suất của là Y nó bằng 2 nha. Thì mình tính được nó bằng là 0.1354 đúng không? Được không? Ok đúng không? Yeah. Rồi tiếp tục nha. Cái này yêu cầu mình là hãy đi xác định là cái rank của là số lượng chocolate nha. Nên khúc này mình nhân N là nhân cho là 20 bốt xịt nè. Mỗi bốt xịt là 30. Vậy khúc này mình phải nhân cho là 600 phải nhân cho 20 nha. Chú nha. Ha. Nó chú à. Vì cái ngữ cảnh ở đây mình đang xét là yêu cầu mình là của cái thằng bin chocolate này ha. Một cái bốt là 30 thì 20 cái bốt nó sẽ là 600. Ok ha. Đó. Rồi. Em bấm cái chỗ này đây, nó ra bao nhiêu ha. Vì kết quả này mình phải dùng cho nó cái ai dưới nha ha. Dạ, 461 tới 499. Từ từ nha, à, cái này là mình dùng cái mẫu là cái này là mình tính cho 600 cái bốt đúng không? Phải không? Dạ. Yeah. Nha. Cái này mình tính là 600 cái bot. Đọc bao nhiêu? 400 bao nhiêu? 461 cho đến làm tròn luôn rồi đúng không? Dạ. Yeah. 499. 499. Rồi. Xuống bên dưới nha. Rồi, à, 5 cái sample như bên dưới đó ha. Rồi mình đi tìm là nó sẽ là nằm ngoài 95%. Nha. Rồi, mình sẽ có được cái ES nó bằng như đây. Đây là 95% của ES nè. Nó sẽ nằm trong cái khoảng này. Là 499 ha. Rồi, mình nhìn coi cái số nào mà nó không thỏa thì mình loại thôi. Ha. Cái số nào mà nó nằm không nằm trong 499 cho đến 461 cho đến 499 thì mình loại. Thì mình sẽ có được là số này nè ha. Và số này. Ok ha. Ok ha. Được. Yeah. Rất là easy nha. Đó. Ok, xong câu này rồi ha. Xong câu F luôn rồi, mình sang bài số 3. Bài số 3 là mình sẽ hết cái file A. Rồi, 50 phút xin đáp án ha.
tính ra 0,03. Câu A đúng không? Câu A là 0.03, nó yêu cầu là ok, nó sẽ bằng cho mình là 0.03. Có hỏi cái gì ha? Stay answer percentage nha, nên mình sẽ ra được là không, mình phải làm tròn nữa nha. Đây là cái kết quả cuối cùng nè. Em đọc thêm cái khúc này, em ra góc bao nhiêu? Đây là chỉ là trung gian thôi. Thì em sẽ ra được là cái thằng là trong trường hợp này nó hỏi mình rằng là margin of error là M nha, được chưa? Cái thằng phần trăm thì nó mới là làm tròn đến một đơn vị nha, chú ý nha. Còn cái đây là kết quả trung gian. Kết quả trung gian thì mình có thể làm tròn hơn một đơn vị, mình có thể làm tròn 3-4 đi ha. Thì mình ra được là 0.0308. Vì cái này ra phải là cái percentage đó mà mình làm tròn. Được không? Từ đây mình suy ra này nha. Là em nó bằng luôn này nha. Là 3 nhân cho 100% mình được là 3.08. Đúng chưa? Tức là sắp xỉ của mình sẽ là 3.1%. Thì nó mới chuẩn nha. Không là sai. Đó. Mình giả sử mình lấy là nếu mà trường hợp mà mình bám vô cái này lấy thì thực tế cái này chỉ là 0.0 thôi mà, đúng không? Dạ. Đó, đó. Nên mình phải làm tròn cái thằng này trên cái thằng bờ sinh tiền đó ha. Ok, cô B ha. Chín năm không tám. À, đầu tiên là mình ra được là N góc của mình đó, là mình làm tròn lên là 9.08, đúng rồi ha? Yeah. Ok, còn cái file B, file C cái gì em tự làm ha? Được chưa? Yeah. À, nếu mà cần thiết thì buổi sau là mình lên mình dạy cái đó nha, còn không là học semester này cũng được, nếu mà mình học chưa, vẫn chưa học tới ha. Nhưng mà cố gắng dạy kỹ, hiểu kỹ mấy cái này giúp nha, vì nó là đề thi thực tế sáng luôn đó, nó hay nha, không có dễ lắm đâu ha. Đó. Buổi sau một thì cũng giống như những option hôm trước đó, nếu mà cũng không cái gì hết thì mình cứ giải tiếp tục, ok ha. Còn cái pha B, pha C đó ha, nha. Có những option mình nhắc lại nha. Option thứ nhất là giải tiếp tục cái phần B, phần C của cái chuyên đề này, ok ha. Option thứ hai thì có special gì thì báo. Option số 3 là nếu mà trên lớp mình học chuyên tiếp theo thì mình học chuyên tiếp theo nha. Option thứ tư mà cảm thấy không có gì hết thì cứ đề xuất mình nghỉ, ok nha. Đó. Rồi, như thế ha, ok, bye bye nha. Dạ, cảm ơn. Sorry, nhất là vên nha. Tự nhiên mình vên cái lịch đó nha. Dạ. Ok, rồi.